Cùng bạn đọc sách xin chào tất cả quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, khi nghe ca khúc Dáng Đứng Bến Tre của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý với những ca từ như ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió, có phải người còn đó là con gái của Bến Tre? Con gái của Bến Tre năm xưa đi trong đạn lửa, đi như nước lũ tràn về. Chúng ta lại gợi nhớ đến hình ảnh đội quân tóc dài của phong trào đồng khởi năm xưa. Khi nhắc đến đội quân tóc dài và phong trào đồng khởi, chúng ta không thể không nói đến vị nữ tướng Nguyễn Thị Định. Bà Nguyễn Thị Định, hay tên gọi thân mật là cô Ba Định, là người con của xã Lương Hòa, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Bà đã giác ngộ cách mạng từ khi còn rất trẻ. Trong cuộc kháng chiến đấu tranh bảo vệ tổ quốc, bà đã nén nỗi đau riêng của mình, mất chồng, mất con, để tham gia chiến đấu, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà đảng và nhà nước giao cho. Cô Ba Định, với hình ảnh của một người phụ nữ Nam Bộ, chất phác, đôn hậu, giản dị, nhưng vô cùng bất khuất can trường, đã sống trọn vẹn trong trái tim của những người đồng chí, đồng đội, của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Nhân kỷ niệm ngày mất của vị nữ tướng Nguyễn Thị Định, ngày 26 tháng 8 năm 1992, xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn cuốn sách ảnh Nguyễn Thị Định, vị nữ tướng đầu tiên của thời đại Hồ Chí Minh. Sách do tác giả Nguyễn Thị Thanh Thúy chủ biên, hình ảnh của tác giả Vũ Đức Thông, sẽ đem đến cho bạn đọc những hình ảnh chân thực và những thông tin tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng cũng như trái tim bao la của một vị nữ tướng anh hùng này. Bà Nguyễn Thị Định, còn gọi là cô Ba Định, hay với các bí danh Bích Vân, Ba Tấn, Ba Nhất, Ba Hận, sinh vào ngày 15 tháng 3 năm 1920 trong một gia đình nông dân tại xã Lương Hòa, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, được mệnh danh là người phụ nữ huyền thoại Việt Nam. Bà được anh trai giác ngộ cách mạng rất sớm và sớm tham gia phong trào cách mạng ở địa phương. Bà đã từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng vì hoạt động cách mạng mà đã mất chồng và mất con. Trước những đau thương và mất mát ấy, bà Ba Định ngày càng tích cực hoạt động cách mạng nhiều hơn. Năm 1944, phong trào Việt Minh lên mạnh, bà bắt đầu liên lạc với các tổ chức và bắt đầu tham gia chính quyền tại Bến Tre. Người quá phụ ấy đã cầm cờ dẫn đầu hàng ngàn quần chúng, tay cầm dao, tay gậy, cờ, băng, biểu ngữ, rầm rộ tiến vào thị xã Bến Tre. Bằng lòng quả cảm, trí thông minh, bà đã khéo léo vượt trùng dương, đưa 12 tấn vũ khí từ miền Bắc vào tận chiến trường Nam Bộ đang thiếu súng đạn, rất cần sự chi viện của Trung ương. Năm 1947, bà được bầu vào tỉnh ủy Bến Tre và lãnh đạo thắng lợi phong trào đồng khởi với lực lượng chủ yếu là đội quân tóc dài. Năm 1961, bà được bầu làm khu ủy viên, bí thư đảng đoàn phụ nữ khu 8. Năm 1965, bà được bầu làm hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam. Giữa lúc đang công tác ở Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng, bà được Đại tướng Nguyễn Chí Thanh giao nhiệm vụ làm Phó Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam. Với tài thao lược, sự thông minh và những thắng lợi mà bà đã có được, bà được phong quân hàm thiếu tướng vào năm 1974. Sau ngày thống nhất năm 1976, bà được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Thương binh và Xã hội. Đầu năm 1980, bà được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tháng 7 năm 1981, bà là Ủy viên Hội đồng Nhà nước. Tiếp đó, tháng 6 năm 1987, bà được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, là đại biểu Quốc hội khóa 8. Bà Nguyễn Thị Định còn giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Cuba. Ngày 30 tháng 8 năm 1995, bà Nguyễn Thị Định được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Bà mất vào năm 1992 tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua những hình ảnh và bài viết thông tin tư liệu trong cuốn sách này sẽ đưa người đọc tìm hiểu rõ hơn về cuộc đời, chân dung cũng như sự nghiệp của nữ tướng thời đại Hồ Chí Minh, nữ tướng Nguyễn Thị Định. Từ năm 16 tuổi,
bà đã được giác ngộ cách mạng, đã sớm tham gia các phong trào cách mạng, đảm nhận nhiệm vụ giao liên, rải truyền đơn và tham gia vận động quần chúng đấu tranh. Năm 1938, bà xây dựng gia đình với ông Bích là tỉnh ủy viên Bến Tre. Cũng là năm bà được vinh dự đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Đông Dương. Hạnh phúc dâng trào khi bà sinh bé trai kháu khỉnh. Nhưng hạnh phúc đến với vợ chồng bà chưa được bao lâu thì giông tố ập đến. Bà mới sinh con được 3 ngày thì mật thám đến nhà vây bắt ông Bích. Ngày 19 tháng 7 năm 1940, sau khi bế con đi thăm chồng bị bắt đày đi Côn Đảo, bà bị địch bắt giam ở khám Bến Tre, rồi bị đi đày ở nhà tù Bà Rá. Bà buộc phải gửi con về nhà nhờ mẹ nuôi. Trao con cho mẹ, nhìn vẻ mặt ngây thơ của con mà lòng bà quặn thắt, nước mắt chảy tràn. Trong tù, bệnh tim của bà ngày càng nặng, bà bị ngất xỉu liên tục. Chị em đấu tranh quyết liệt, cuối cùng thực dân Pháp đành chấp nhận đưa bà về điều trị tại nhà thương Biên Hòa, rồi đưa bà về quản thúc tại địa phương. 3 tháng sau, khi vết thương những ngày bị đọa đày trong nhà tù Đế Quốc chưa lành, cũng là lúc bà nhận được tin dữ, chồng bị địch tra tấn khốc liệt, đã hy sinh ngoài Côn Đảo. Nén đau thương, bà tích cực hoạt động. Năm 1944, phong trào Việt Minh lên mạnh, bà bắt liên lạc với tổ chức và tham gia giành chính quyền tại Bến Tre. Người quá phụ trẻ ấy đã cầm cờ dẫn đầu hàng ngàn quần chúng, tay dao, tay gậy, cờ băng biểu ngữ, rầm rộ tiến vào thị xã Bến Tre. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ, bằng lòng quả cảm trí thông minh, bà đã khéo léo vượt trùng dương, đưa 12 tấn vũ khí từ miền Bắc vào tận chiến trường Nam Bộ, đang thiếu súng đạn, rất cần sự chi viện của Trung ương. Lần đầu tiên đi biển, thuyền ra đi trong giông bão, phải vượt qua nhiều đồn bót trong vùng kiểm soát gắt gao của địch. Song bà đã quyết tâm, phải mang bằng được số vũ khí của chính phủ, của bác về tới Nam Bộ, dù có chết cũng không để vũ khí rơi vào tay quân địch. Chuyến vận chuyển vũ khí khó khăn, nguy nan, cuối cùng cũng về tới đích an toàn. Những năm sau ngày Hiệp định Geneva được ký kết, nhân dân miền Nam sống trong cảnh ngột ngạt của chế độ Mỹ diệm. Với luật 10 năm 9, chúng lê máy chém đi khắp miền Nam, công khai giết hại những người cộng sản và quần chúng cách mạng. Bản thân bà Nguyễn Thị Định cũng là đối tượng mà chính quyền Mỹ diệm đang truy tìm. Chúng rải truyền đơn, treo tiền thưởng cho những ai bắt được bà. Thưởng 10.000 đồng cho ai bắt được con Nguyễn Thị Định, một tên Việt cộng cái rất lợi hại. Người mập, trắng, mày rậm, tóc quăn, có cái bớt ở má phải. Năm 1959, bà là người khởi xướng và lãnh đạo phong trào đồng khởi ở Mỏ Cày, Bến Tre. Phong trào đồng khởi như triều dân lũ cuốn, lan ra khắp vùng đồng bằng Cửu Long và miền Đông Nam Bộ, mà người khởi xướng và lãnh đạo chủ chốt là Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Định, đã sáng tạo cho cách mạng miền Nam một phương thức đấu tranh bằng lực lượng của nhân dân, mà chủ yếu là đội quân tóc dài, đấu tranh trực diện với địch. Giữa lúc phong trào đồng khởi đang diễn ra quyết liệt, bà lại lặng người khi biết tin người con trai duy nhất, cháu On, tức cháu Nguyễn Ngọc Minh, con trai bà, được đưa ra Bắc học tập từ sau năm 1954, bị bệnh và mất vào ngày 4 tháng 5 năm 1960. Với bà, On là tình yêu và là tất cả niềm hy vọng. Nén đau thương, bà tiếp tục lãnh đạo phong trào đồng khởi đến thắng lợi. Năm 1974, bà Nguyễn Thị Định được phong quân hàm thiếu tướng. Trong suốt những năm tham gia kháng chiến, bà Nguyễn Thị Định từng đảm nhận ở những cương vị quan trọng. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và chính phủ giao, bà Nguyễn Thị Định trở về quê hương. Bà Trương Mỹ Hoa đã từng kể lại: "Tôi không sao quên được hình ảnh dì ba trong một lần vào Nam. Hôm ấy tôi tiễn dì ba đi, dì ba thức dậy rất sớm. Dì ba bước ra xe, trên vai một bên là bọc hài cốt của đứa con trai yêu, một bên là bọc hài cốt của đứa con trai của một đồng chí mình. Hành lý của dì ba vào Nam khi nghỉ hưu chỉ có vậy. Dì ba lặng lẽ bước ra xe trong tiết trời giá buốt. Nước mắt tôi trào ra, bóng dì ba mờ dần. Cứ nhớ đến hình ảnh đó của dì ba là lòng tôi lại quặn lên một nỗi đau." Bà Nguyễn Thị Định mất vào ngày 26 tháng 8 năm 1992 tại thành phố Hồ Chí Minh. Khu di tích mang tên bà đã được lập tại huyện Dòng Trôm, quê hương yêu dấu của bà, nơi ghi đậm những chiến tích oai hùng của vị nữ phó tổng tư lệnh duy nhất của Việt Nam
nữ tướng đầu tiên của thời đại Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Định. Cuốn sách đã góp phần giúp cho bạn đọc hiểu rõ hơn một người phụ nữ xuất sắc, một nữ tướng tài ba đã cống hiến cả cuộc đời cho Tổ quốc, được nhân dân, đồng đội và người thân vô cùng yêu mến, quý trọng. Nhân dịp kỷ niệm ngày mất của nữ tướng Nguyễn Thị Định, ngày 26 tháng 8 năm 1992, xin được trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách Nguyễn Thị Định, vị nữ tướng đầu tiên của thời đại Hồ Chí Minh.